Tại vì cái hệ thống giao dịch của anh em á, mặc dù là nó có lợi nhuận nhưng mà để pass được 10% trong phase 1 hoặc là 8% á, tùy vào loại quỹ á, thì rất là khó. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Replay. Thì trong cái series về quỹ trading của mình á, thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi. Thì có nhiều anh em hỏi là làm sao để có thể pass được cái challenge của quỹ, tại vì cái hệ thống giao dịch của anh em á, mặc dù là nó có lợi nhuận nhưng mà để pass được 10% trong phase 1 hoặc là 8% á, tùy vào loại quỹ á, thì rất là khó. Thì anh em kêu mình là có cách nào hay không, thì thật sự á, là mình cái hệ thống giao dịch của anh em thì anh em mình không thể nào mà thay đổi được nó, nhưng mà qua tìm hiểu á, thì mình có biết được một cái loại quỹ này nó rất là phù hợp với lại cái chiến lược giao dịch của anh em. Nó vẫn yêu cầu là chúng ta phải pass được hai vòng challenge nhưng mà không giới hạn thời gian. Những cái quỹ khác là nó yêu cầu là 30 ngày đúng không, nhưng mà cái quỹ này nó cho anh em không giới hạn thời gian luôn, anh em phải đánh tới khi nào mà anh em pass được đủ phần trăm nó yêu cầu thì thôi. Thì đó là quỹ nào thì chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu trong video này nha. Ok anh em, thì quỹ mà mình muốn giới thiệu cho anh em ngày hôm nay đó chính là quỹ Finity Funding. Thì mình sẽ để cái link web của cái quỹ đó ở dưới comment của video này, có gì anh em tham khảo thêm. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em là cái quỹ này nó sẽ có những đặc điểm gì. Đầu tiên á, là nó sẽ có 3 loại tài khoản. Tài khoản đầu tiên là tài khoản Instant Funding, có nghĩa là anh em bỏ tiền vô, nó sẽ sắp cho anh em một cái số tiền quỹ luôn và anh em đánh luôn, không cần thi gì hết. Thì mình nghĩ là sẽ rất ít anh em tham gia vào cái quỹ này, tại vì nó có một cái yêu cầu khá là đặc biệt, đó là ở đây 90 ngày duration à. Thì trong cái điều khoản này á, có nghĩa là ví dụ như anh em sau khi anh em cầm cái cho anh em cái quỹ này xong trong 3 tháng, nếu như cái tháng cuối cùng và cái tháng kết thúc á, kết thúc của cái tháng này á, mà anh em bị âm thì cái quỹ này nó sẽ mất, nó sẽ lấy lại không, mặc dù là anh em không âm quá cái yêu cầu của nó là nó cho là max go down á là 8% đúng không, nhưng mà ví dụ như anh em chỉ âm 1% thôi, nhưng cái tháng cuối cùng của cái tháng kết thúc á, mà anh em âm 1% thì cái quỹ này nó cũng lấy lại luôn đó. Kết thúc 3 tháng á, thì tài khoản của anh em phải dư thì nó sẽ đặt lại từ đầu, anh em có tiếp 3 tháng rồi đó để đánh nữa. Dễ hiểu hơn là ví dụ như anh em cầm cái tài khoản 100.000, tháng đầu anh em đánh được lời được 10.000 anh em rút ra, tháng thứ hai anh em đánh được 10.000 anh em rút ra đúng không, thì tháng thứ ba anh em đánh lỗ 1.000 thì kết thúc cái tháng đó anh em vẫn bị lấy lại cái quỹ nha. Đó, tháng thứ ba anh em phải làm sao cho tài khoản của anh em dư thì nó sẽ reset lại 3 tháng để anh em đánh tiếp. Và cái phí đăng ký cái quỹ này cũng khá là mắc, cho nên mình nghĩ là sẽ ít có ai tham gia cái quỹ này. Rồi tiếp theo là một cái quỹ nữa là quỹ challenge, thì đây chính là cái quỹ mà mình muốn giới thiệu với anh em nè. Thì nó cũng có hai phase như những cái công ty quỹ khác thôi, nhưng mà cái yêu cầu của nó là 7,5% cho phase 1 và 5% cho phase 2, maximum go down là 10% và maximum daily go down là 5%. Thì cái này thì anh em chơi quỹ thì cũng rất là quen thuộc rồi, nhưng mà cái quan trọng á, là cái duration đó anh em, limited, là không có giới hạn. Những cái quỹ khác đó, nó yêu cầu là 30 ngày đúng không cho phase 1 và 60 ngày cho phase 2, nhưng cái quỹ này nó cho anh em không giới hạn luôn, miễn sao anh em đánh làm sao mà đạt đủ 7,5% thì thôi, nó sẽ cho anh em qua phase khác đó. Ok ha, cái này mình thấy khá là phù hợp với những anh em nào có chiến lược giao dịch swing trade hoặc là hệ thống giao dịch của anh em nó không có được cái lợi nhuận nhanh nhưng mà nó có lợi nhuận đều đặn và ổn định đó, thì anh em nên tham gia vào cái tài khoản này đó. Profit split đó, thì nó có thể up to là 95%, thì đầu tiên đó, nó sẽ bắt đầu từ 75%, rồi khi anh em scale tài khoản lớn lên đó, thì nó sẽ bắt đầu chia cho anh em cái số tiền lớn hơn. Thì để biết chi tiết đó, thì anh em có thể đọc về cái TNC của nó, hoặc là anh em có thể liên hệ support để anh em tìm hiểu thêm về cái quy trình mà scale up ha. Đó chính là tài khoản challenge. Thì mình thấy cái tài khoản này rất phù hợp với những anh em nào khó khăn trong cái việc pass quỹ trong 30 ngày á, thì với cái này anh em sẽ không bị về cái mặt áp lực về thời gian nữa. Tiếp theo là một tài khoản khác là tài khoản One Step Challenge, là tài khoản này anh em chỉ cần thi một vòng thôi
one step ha, thì một vòng thôi, và profit target của nó là 10%. Khi anh em bắt được đủ 10%, vẫn là không giới hạn thời gian anh em ha, vẫn là unlimited thời gian, thì khi anh em bắt được 10% thì anh em sẽ được cấp cái quỹ luôn. Nhưng mà nó yêu cầu cái EBT drawdown nó thấp hơn là 7,5%. Ở trên đây thì chúng ta được tới 10% EBT drawdown lận, còn đây chỉ 7,5% thôi. Và daily drawdown nó cũng chỉ có là 4% thôi, trong khi ở đây là 5%. Thì cái quỹ này nó sẽ dễ bắt hơn, nhưng mà cái khả năng duy trì thì nó lại khó hơn, tại vì nó yêu cầu quản lý drawdown chặt chẽ hơn. Thì quỹ này nó cũng có chia profit up to 95%, cũng theo cái lộ trình scale up tài khoản đó. Đó, và khoảng thời gian thì vẫn là vô hạn anh em ạ, vẫn là unlimited luôn. Đó, thì ở đây là bản phí của những loại tài khoản rồi. Đó, như cái tài khoản mà instant, cái tài khoản mà cấp 4 lên lập tức á, thì anh em thấy âm khí rất là mắc. Để anh em có được cái tài khoản là 100.000 đó, anh em phải đóng vô là 2.000 đô, 2.000 đô anh em ha. Trong khi những tài khoản challenge đó thì 100.000 đó, anh em chỉ cần đóng có 500 đô thôi, nó mắc hơn gấp 4 lần. Mà cái tỷ lệ chia lợi nhuận của nó chỉ có 55%. Thì mình thấy là nếu như anh em nào thi á, thì nên chọn cái loại classic này, nó không có giới hạn về thời gian và đồng bảy của nó cũng rất là cao, 1 chia 400 luôn. Theo mình biết á, thì FTMO đồng bảy cao nhất của nó chỉ có 1 chia 100 thôi. Đó, và tài khoản One Step thì nó cũng mắc hơn một tí, mắc hơn 100 đô so với tài khoản classic. Thì nếu anh em nào không muốn thi hai vòng thì anh em có thể thi cái One Step này, mình thấy cũng ok. Và cái thằng Finoti này á, ngoài là một cái công ty quỹ á, thì nó còn là một broker nữa. Thì khi mà anh em pass được cái quỹ xong á, thì anh em sẽ giao dịch trên chính cái broker của thằng Finoti này luôn. Đó, nghĩa là tài khoản của anh em dịch á, khi tài khoản anh em cầm live á, là tài khoản live, tài khoản Lee luôn á. Còn những cái tài khoản như FFF hay FTMO, mặc dù anh em cầm live nhưng mà nó vẫn là tài khoản demo. Đó, thì mình thấy là đây cũng là một cái lợi, một cái công ty quỹ khá là ok để anh em có thể tìm hiểu và cân nhắc mình có thể thi thử cái quỹ này xem như thế nào. Những anh em nào mà khó khăn trong cái việc pass quỹ trong thời gian ngắn á, thì anh em cũng thử cái tài khoản này ha. Ok, thì video này là kết thúc, và cảm ơn anh em đã theo dõi, và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.